Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh học toán online. Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách và ô ly bài tập toán lớp 5. Mời các em mở sách và ô ly bài tập toán lớp 5. Bài 146. Ôn tập về đo diện tích. Đầu tiên, mời các em làm bài tập số 1, viết số đo thích hợp vào chỗ chấm. Rồi đối với mỗi bài tập các em lên bấm tạm dừng video và các em làm trước. Giờ ghi nháp sau khi làm xong các em bấm tiếp tục video và so sánh xem là mình làm có đúng hay không nha Và các em đừng quên ủng hộ kênh Học Toán Online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất Rồi đầu tiên chúng ta làm bài tập số 1 Viết số thích hợp vào chỗ chấm Câu E 3 hecta bằng bao nhiêu mét vuông Ở đây các em biết hecta chính là đơn vị hectomet vuông. Trong bảng đơn vị đo diện tích, ta có hectomet vuông, đến đề ca mét vuông, sau đó đến mét vuông. Trong bảng đơn vị đo diện tích, hai đơn vị liền kề nhau, đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé. Như vậy, muốn đổi từ đơn vị lớn ra đơn vị bé đối với hai đơn vị liền kề nhau thì các em chỉ việc lấy số đo nhân với 100. Đổi từ hecto mét vuông ra đề ca mét vuông nhân 100. Đổi từ đề ca mét vuông ra mét vuông nhân tiếp 100. Như vậy ở đây chúng ta có 3 hecta tức là 3 hecto mét vuông. Đổi ra đề ca mét vuông, các em nhân với 100. Đổi ra mét vuông, nhân tiếp với 100 ta có 3 hecta bằng 30.000 m2. 5 mét vuông 7 đề xi mét vuông bằng bao nhiêu đề xi mét vuông? Rồi ở đây đầu tiên các em đổi năm mét vuông ra đề xi mét vuông được bao nhiêu các em cộng tiếp với bảy đề xi mét vuông? Mét vuông đến đề xi si mét vuông. Như vậy đổi từ mét vuông ra đề xi si mét vuông, kèm nhân đến 100. 5 mét vuông bằng 5 x 100 đề xi si mét vuông. 5 x 100 bằng 500. 500 cộng thêm 7 bằng 507 đề xi si mét vuông. 30.000 cm vuông bằng bao nhiêu mét vuông? Ta có mét vuông, đề xi si mét vuông, cm vuông. Đối từ cm vuông ra đề xi si mét vuông, đối từ đơn vị bé ra đơn vị lớn. Đối với hai đơn vị liền kề nhau, các em chia cho 100. Đối từ đề xi si mét vuông ra mét vuông các em chia tiếp cho 100 hai lần chia là các em đã chia cho 10.000 như vậy 30.000 cm vuông đổi ra mét vuông các em chia cho 10.000 lần thứ nhất chia cho 100 lần thứ hai chia tiếp cho 100 viết thêm hai chữ số hông vào tức là các em đã chia cho 10.000 30.000 chia cho thì bằng bằng 3. Đúng không? 30.000 chia cho 10.000 bằng 3. 75.000 m2 bằng bao nhiêu hecta Đổi từ hecto mét vuông ra mét vuông kèm nhân với 10.000. Như vậy đổi ngược lại từ mét vuông ra hecto mét vuông. Các em lấy số đo chia cho 10.000. Tức là các em lấy 75.000 chia cho 10.000. Số 10.000 có 4 chữ số 0. Đối với số 75.000, các em tính từ bên phải sang bên trái. Dùng dấu phải tách ra 4 chữ số. 1, 2, 3, 4. Như vậy các em đặt dấu phẩy ở giữa số 7 và số 5. Ta có 7,5 nghìn. 7,5 nghìn. Số thập phân này à cuối cùng của phần thập phân có 3 chữ số 0. Các em bỏ đi thì giá trị của số thập phân vẫn giữ nguyên. Tức là 7,5 nghìn bằng 7,5. Rồi tiếp theo các em sang câu B. 3,9 km vuông bằng bao nhiêu hecta? Ta có km vuông đến hectomet vuông. Hectomet vuông ở đây chính là hecta. Đối từ km vuông ra hectomet vuông. Kem nhân đến 100. Tức là lấy 3,9 x 100. 3,9 x 100 kem dịch dấu phẩy sang bên phải hai chữ số Ở đây bên phải của dấu phẩy chỉ có một chữ số Như vậy trước khi dịch chuyển các em viết thêm một chữ số 0 vào Ta được là 390 3,9 km vuông bằng 390 hecto vuông hay là 390 hectare 12,05 m vuông bằng bao nhiêu đề xi si mét vuông? Đổi từ mét vuông ra đề xi si mét vuông. Các em lấy số đo nhân 100. Tức là lấy 12,05 nhân 100. Nhân với 100 các em dịch dấu phẩy sang bên phải hai chữ số. Ta được là 1205. 1205 đề xi si mét vuông. 0,125 hectare Bằng bao nhiêu mét vuông? Hecta ở đây chính là hecto mét vuông đối từ hecto mét vuông Ra mét vuông Các em phải đói qua đề ca mét vuông Đói ra đề ca mét vuông nhân 100 đối từ đề ca mét vuông ra mét vuông nhân tiếp 100 Như vậy cả hai lần là các em đã nhân với 10.000 Ta lấy 0,125 125 Nhân 10.000 Số 10.000 có 4 chữ số 0 Các em dịch số phải sang bên phải 4 chữ số Ở đây 1, 2, 5 chỉ có 3 chữ số thôi Trước khi dịch chuyển các em viết thêm 1 chữ số 0 vào đằng sau Như vậy kết quả bằng 1250 Tiếp theo là 125 dm 2 mét vuông Bằng bao nhiêu mét vuông Đối từ đơn vị lớn ra đơn vị bé Đối với hai đơn vị liền kề nhau các em lấy số đo nhân 100 Đối ngược lại Kem lấy số đo chia cho 100 Ở à đây các em lấy 125 chia 100 125 chia 100 Số 100 có 2 chữ số 0 Đối với số 125 Kem tính từ bên phải sang bên trái Dùng dấu phải tách ra hai chữ số Ta được là 1,25 1,25 mét vuông 60 hectare tức là 60 hectare mét vuông bằng bao nhiêu km vuông? km vuông đến hecto mét vuông. Đây là hai đơn vị đo liền kề nhau. Đối từ lớn ra bé, các em lấy số đo nhân 100, đối ngược lại các em lấy số đo chia 100. Lấy 60 chia cho 100. Số 100 có hai chữ số 0. Số 60 các em tính từ phải sang trái, dùng dấu phải tách ra hai chữ số, Ta được là 0,60. 0,60 bằng 0,6. Ở đây là chữ số 0 là chữ số cuối cùng của phần thập phân các em bỏ đi. Giá trị của số thập phân vẫn giữ nguyên. Nó bằng 0,6 km vuông. 7500 cm vuông bằng bao nhiêu m vuông? m vuông, dm vuông, cm vuông. Đối từ cm vuông ra m vuông Đầu tiên các em đổi ra đề xi mét vuông trước, chia cho 100. Đổi tiếp ra mét vuông, các em chia tiếp cho 100. Cả hai lần chia là các em đã chia cho 10.000. Rồi các em lấy 7.500 chia cho 10.000. Số 10.000 có 4 chữ số 0. Đối với số 7.500, tính từ phải sang trái, dùng dấu phải tách ra 4 chữ số. Thì lúc này dấu phải nó nằm đằng trước chữ số 7. Ta có là 0 phải 7.500 tức là bằng 0,75. Hai chữ số 0 cuối cùng của phần thập phân các em bỏ đi cho nó gọn. Và bằng 0,75. Tiếp theo các em sang bài tập số 2, viết thành số thập phân. Câu E, 18 km vuông, 6 hecta bằng bao nhiêu km vuông. Ở đây hecta chính là hectomet vuông, 18 km vuông kem giữ nguyên kem đổi 6 hecta tức là đổi 6 hecto mét vuông ra km vuông bằng cách lấy số đo chia cho 100 như vậy ở đây ta có 18 18 và 6 phần 100 lấy 6 chia cho 100 ta được 6 phần 100 km vuông rồi ở đây chúng ta có phần nguyên là 18 18 chính là phần nguyên 6 phần 100 Tức là chữ số 6 nó có giá trị là 6 phần 100. Nói cách khác là chữ số 6 nó thuộc hàng phần trăm ở phần tập phân. Ta có hàng phần 10 là 0 và hàng phần trăm là 6. 18,06. 18,06. 15 mét vuông. 126 cm vuông bằng bao nhiêu mét vuông? đối từ cm vuông ra mét vuông kem đổi làm hai lần đầu tiên đổi ra đề mét vuông chia cho 100 sau đó đổi từ đề mét vuông ra mét vuông chia tiếp cho 100 cả hai lần chia là kem chia cho 10.000 rồi ta có 15 mét vuông và 126 126 phần 10.000 như vậy ta có phần nguyên là 15 126 phần 10.000 Số 10.000 có 4 chữ số 0 Như vậy đối với số 126 Chúng ta có 3 chữ số rồi Các em viết thêm một chữ số 0 vào đằng trước Được 4 chữ số Các em đưa vào phần tập phân 0, 1, 2, 6 Rồi tương tự như ở trên là 6 phần 100 đúng không 6 phần 100 Số 100 có 2 chữ số 0 Số 6 chỉ có 1 chữ số như vậy là các em viết thêm một chữ số 0 vào đằng trước cho đủ hai chữ số rồi các em đưa vào phần thập phân. Ta có là 18,06. Tương tự ở đây ta có là 15,0120126. 15,0126 m2. Câu B, 4 m2 7 mét 2 bằng bao nhiêu m2? m2 mét 2 đổi từ đề xi si mét vuông ra mét vuông, lấy số đo chia cho 100. Ở đây ta có 4 mét vuông, 4 và 7 phần 100. Lấy 7 chia 100, ta được 7 phần 100. Phần nguyên là 4, mẫu là 100. Mẫu là 100 có 2 chữ số 0. Ở đây tử chỉ có 1 chữ số là 7. Các em viết thêm 1 chữ số 0 vào đằng trước cho đủ 2 chữ số. Sau đó các em đưa vào phần tập phân. Ta có 4,07. 18 dm si vuông 30 cm vuông bằng bao nhiêu mét vuông rồi ở đây các em phải đổi 18 dm si vuông này ra mét vuông này 30 cm vuông ra mét vuông này sau đó các em cộng lại mét vuông đề si mét vuông cm vuông đầu tiên các em đổi 18 đề si mét vuông ra mét vuông trước rồi cm vuông đổi ra đề si mét vuông chia cho 100 đề cm2 si đổi ra m2 chia cho 100. Đầu tiên chúng ta đổi 18 dm2 si ra m2. Như vậy các em chỉ việc lấy số đo chia cho 100 thôi. Lấy 18 chia 100. 18 chia 100. Số 100 có 2 chữ số 0, số 18 có 2 chữ số. Các em đưa luôn số 18 vào phần thập phân, ta có 0,18. Tiếp theo là kem đổi 30 cm vuông ra mét vuông. Đổi từ cm vuông ra mét vuông, lấy số đo chia cho 10.000, đúng không? Hai lần chia là kem chia cho 10.000. 30 chia cho 10.000. Số 10.000 có 4 chữ số 0, số 30 chỉ có 2 chữ số rồi. 30 chỉ có hai chữ số rồi. Như vậy các em viết thêm hai chữ số 0 vào đằng trước cho đủ bốn chữ số rồi các em đưa vào phần thập phân. 0,0030 Chữ số 0 cuối cùng của phần thập phân các em bỏ đi. Như vậy lúc này ta có 0,18 này, mét vuông này, cộng với 0,003 mét vuông này, bằng 0,183 mét vuông. Tiếp theo các em sang bài tập số 3, tính diện tích mảnh đất có kích thước như hình vẽ dưới đây. Các em quan sát hình vẽ. Rồi còn đoạn này Đoạn này thì nó bằng đoạn này và bằng 16 m này Đúng không? Để tính diện tích của mảnh đất Một cách thuận tiện Thì các em chia mảnh đất thành 3 hình chữ nhật Chia mảnh đất thành 3 hình chữ nhật 1, 2 và 3 3 hình này đều là 3 hình chữ nhật Đầu tiên các em tính diện tích của hình chữ nhật 1 Muốn tính diện tích của hình chữ nhật, các em lấy chiều dài nhân chiều rộng. Hình 1 có chiều dài là 16 m, chiều rộng là 7 m. Các em lấy 16 nhân 7 bằng 112 m vuông. Tiếp theo các em tính diện tích của hình chữ nhật 2. Bằng cách lấy chiều dài nhân chiều rộng. Chiều dài của hình chữ nhật 2 các em tính bằng cách lấy đoạn 16 m này trừ đi đoạn màu xanh này tức là 16 trừ đi 7. Ta được đoạn màu đỏ. Đoạn màu đỏ chính là chiều dài của hình chữ nhật 2. Các em lấy 16 trừ đi 7 là chiều dài, nhân chiều rộng là 5. Rồi 16 trừ 7 bằng 9, 9 x 5 bằng 45 mét vuông. Diện tích hình chữ nhật 3 là diện tích của hình 3. Chiều dài là 16, chiều rộng là 4. 16 x 4 bằng 64 mét vuông. Đến đây thì dễ rồi. Diện tích của mảnh đất sẽ bằng tổng diện tích của ba hình 1, 2, 3. Các em lấy 112 cộng 45 cộng 64 bằng 221 mét vuông. Đáp số. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Học Toán Online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất đó xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp chúc các em học tốt